gần 800 vận động viên đua thuyền rồng trên Hồ Tây. Ngày 13 tháng 10 tại quận Tây Hồ, Hà Nội, 800 vận động viên của 48 đội tham gia giải đua thuyền rồng tại Hồ Tây. Các đội thi đấu ngang tài ngang sức. Năm nay có sự tham gia của 7 đội quốc tế, 8 đội đại sứ quán tại Việt Nam. Bốn đội sẽ thi đấu một lượt và loại trực tiếp đội về thứ ba và về cuối. Chia sẻ cảm xúc khi tham gia giải đấu, các vận động viên cho biết. Mình là gốc của Chùa Hương nên là mình là dân lái thuyền. Để mà nói vào thi đấu luyện tập thì nó khác hoàn toàn với cái tay chèo của mình chèo thuyền hàng ngày tại quê hương của mình. Quê hương mình là mình chèo bằng hai tay. Nhưng mà đến với Hồ Tây này thì là mình chèo vào một bên tay, một mái. Thì sức sẽ dồn vào một bên nhiều hơn. Kỹ thuật chèo nó chắc là nó cũng sẽ khó hơn là mình chèo hai tay. Về kỹ thuật thì chúng tôi cũng khá là tự tin. Đội Tây Hồ là đội khá là chuyên nghiệp, tự tin là có thể là đạt được cái thành tích cao nhất ở cái giải năm nay. Các đội khác thì thực sự cũng rất là mạnh và khi mà chúng tôi nhìn thấy họ thi đấu thì chúng tôi cũng thấy sợ đấy ạ. Giải bơi trải thuyền rồng được tổ chức lần thứ 6 tại Hồ Tây, nằm trong chương trình kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô Hà Nội.